Hello, xin chào bạn. Ở cái video này thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần thứ ba của TikTok, đó là liên quan đến thuật toán. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái thuật toán của TikTok. Thì TikTok nó sẽ đánh giá cao một số những cái tiêu chí như sau. Thứ nhất đó là xem hết và xem nhiều lần. Bởi vì nó cho rằng là nếu mà người dùng xem hết, có nghĩa là cái video này hữu ích cho người dùng và nó có trải nghiệm tốt cho người dùng. Một số cái tiêu chí khác như là thả tim này, comment này, rồi share này, rồi follow thì nó sẽ đánh giá theo cái thứ tự như này. Và khi mà chúng ta bắt đầu một cái video của chúng ta up lên kênh đúng không, thì nó sẽ phân phối cái tầng 1 tới khoảng 400 đến 500 người để nó thử cái trải nghiệm của người dùng. Giống như cái video đầu tiên ấy, thì khi mà chúng ta đăng ký với TikTok thì chúng ta tích vào cái chủ đề của kênh, ví dụ là chủ đề về giáo dục, thì nó sẽ đề xuất tới những người có quan tâm đến giáo dục, và 400-500 người này họ sẽ được trải nghiệm và nó sẽ đo một số những cái thông tin như này. À, người dùng có xem hết này, họ có xem lại nhiều lần hay không, họ có thả tim, họ có comment hay có share hay không, thì nó sau khi nó phân phối cho cái người dùng ở tầng số 1 này nhé, phân phối xong nó sẽ đo lường, và nếu nó ra một cái kết quả tốt thì nó sẽ tiếp tục đề xuất lên trên tầng 2. Còn nếu mà cái video của chúng ta không hay, trải nghiệm người dùng không tốt, họ out lập tức ngay khi mà xem video vì nội dung chán quá, vì diễn quá, rồi vì một số lý do này kia, thì nó sẽ loại ra mà nó không đề xuất nữa, thì cái video ấy của chúng ta gần như là sẽ vứt đi. Và nếu qua được vòng 1, nghĩa là cái trải nghiệm người dùng tốt, thì nó sẽ đưa lên tầng 2 khoảng 1.000 đến 5.000 người, và nó cũng đo lường tiếp một số những cái chỉ số như này, xem hết, xem nhiều, và một cái tầng 2 này họ được đánh giá cao thì nó sẽ tiếp tục đưa lên tầng 3 hoặc là lại bị ao. Nên cái video của chúng ta mà ví dụ dưới 1.000 mà nó cứ nằm mãi ở đấy thì cái video đấy coi như là đã không thể lên được nữa. Và khi mà đưa lên tầng 3 thì nó cũng tiếp tục đánh giá những cái thông số như này. Và cái một cái đặc biệt ấy là ở cái mốc 100.000 view ấy thì nó sẽ có cái người thật là người của TikTok, họ sẽ quét tay. Quét tay để làm gì? Họ sẽ đánh giá là cái video này có bị vi phạm cái chính sách cộng đồng như ở cái video trước về chính sách tôi đã giải thích hay không, hoặc là nếu mà cái video này không có vấn đề gì thì nó sẽ tiếp tục đề xuất lên tiếp nếu đủ cái điều kiện, hay là lại tiếp tục có những cái trải nghiệm tốt cho người dùng, nó sẽ đề xuất tiếp lên tầng 4 thì 1.000.000 view hoặc là hơn nữa. Thì đây là cái quá trình đi của một cái video. Nếu chúng ta thấy chúng ta up video mà một thời gian dài dài chỉ thấy vài chục view thì cái video đó bị lỗi. Còn nếu nó sẽ có một cái sự tăng trưởng là lên mốc 1.000 này, rồi 10.000 này, rồi 50.000 này, hoặc là qua mốc 100.000 và nó phát triển tiếp, thì có nghĩa là cái video này không bị vi phạm và được người dùng đánh giá tốt. Cho nên là TikTok nó sẽ tiếp tục đề xuất đến nhiều những cái người xem hay là nhiều những cái người dùng hơn nữa.